Tắt đèn hết luôn rồi. Đâu vậy? Bây giờ mọi người, anh em mình đang rất gấp rút. Tại thì mọi người đã xem video trước thì mọi người đã biết rồi đó. Thì anh em mình hiện giờ á là do là mình không có dám để lâu được. Hôm nay á giờ trời sập tối anh em mình đi liền. Vì hôm trước á thì em nó đi về, nhưng mà em có nhớ lý do em đi bằng cái gì nhà không? Em biết đâu. Rồi rồi sao mà Toàn nó có nói gì em? Em về sao nó có nói không? Thì đó là anh em mình không biết tại sao mà Hùng nó về nhà. Anh em mình chỉ là khi mà đi xuống dưới nhà Hùng thử có không, thì gặp Hùng nó ở trong mùng. Không hiểu lý do. Không nhớ, là tại sao không nhớ luôn. Nhớ đi với ba. Thì có thằng Toàn, Toàn nó có nói là tự nhiên thấy em về đâu, là lúc là sụp tối là em về tới nhà đó. Là em không biết gì hết, đúng không? Tự nhiên thức sáng tưởng luôn mấy ông đưa về mấy ông nói. Có đâu, tao kiếm mấy mày, tao kiếm hết cái núi luôn, hai anh em tao kiếm gần hết cái núi luôn. Qua kiếm mày là chạy hết pin luôn, hai tao mới về đó. Mà hai tao về không dám đi về đường này luôn. Mà không dám đi về đường này luôn, vòng qua bên đường bên kia bên về. Không đi đường này được, không dám. Tại vì lúc chỗ này hai ăn đò ứng cho người rồi. Nếu mà sợ mà, nếu mà vấn đề là hai anh có cái gì nữa là không biết sao nữa. Hôm nay là em ý định sao? Là anh em lên tới chỗ nè, em muốn đi nè. Thì Hùng nó, em nó muốn lên đây để lấy cái đó lấy cái hũ hôm qua đó phòng, như anh kể với em. Nói chung là những câu chuyện này Hùng cũng về coi video lại rồi mà biết lý do. Bà Hùng, em nó cũng muốn là lên đây đó thì... em nói là lúc trước là em nói em trụng vong được đúng không? Thì lấy cái đó rồi nhốt nó lại thôi. Giờ là em trụng vong được đúng không? Ừ. Bây giờ là anh em mình đi vô trong lấy cái hũ, em tự tay lấy cái gì em tự làm đúng không? Ok, mà đi cẩn thận sát sát nhau. Ở đây anh khoan để anh bật cái đèn lớn lên cái nữa. Mà đi đến đây cho anh thấy nó chậm rồi em. Đi sát vô em. Cái gì? Anh ở anh bỏ vô trong rồi. Anh bỏ vô phía trong rồi. Ủa ai? Cái gì? Không biết thằng Hùng nó có nhớ không? Là mày có để cái hình nộm trên đây không Hùng? Ừ, em có để cái hình lên cái. Mày có nhớ làm để đây không? Ôi, nó đi trước anh đâu có thấy đâu. Nó để là anh thấy liền. Thấy chấm chấm mặt. Con gì cắn luôn. Sao anh? Kìa cái hũ kìa, anh bỏ đó kìa. Hôm qua cắt hết trơn đó. Em lấy, à, hay là anh lấy? Anh lấy ra giùm em. Nè em cầm. Có gì là anh em thôi, dính với nhau nha, không có bỏ nhau nha. Gọi đây em, để coi có con gì không. Lấy luôn cái hình nộm. Hình nộm hả? Anh nộm nó nhét vô đây rồi. Nhét vô hết rồi, nhét vô đây hết trơn này. Thôi đừng đụng, đừng đụng. Ôi quá à. Đừng đụng anh. Thôi được, thôi gần hả. Chứ anh cầm luôn hả? Cũng cầm đi không? Em cầm được không? Cái gì? Có mùi hôi kỳ quá. Thôi không. Mà hôm trước thì có cái mùi này ta. Em coi gì xích lên cái gì ba, cái em đưa cho mấy lá bùa mà em ấy đó, em xin của ông thầy em làm đưa cho ông Phúc hết hả? Phúc có giữ không Phúc, nãy có lấy không? Mấy cái bùa mà Hùng nó gửi cho em đó, đưa cho em đó. Ờ em đem tặng nè. Này đúng không? Đúng rồi, em nói ngang, em lấy gì? Em định chỗ nào, tính lấy chỗ nào? Cái này.
nhắm em ấy được không em? Ừ, là cái thằng gì? Sao được không, hay xích bên kia chút không, cái này chỗ này chỗ trống này rồi. Ừ, chỗ trống này phải dọn sạch ra em ơi, em sợ cháy là khổ lắm á. Sao? Nguyên cái đặt camera đi. Cái đặt camera phải không? Rồi để camera cho ấy đi nè. Rồi anh em mình làm đúng không? Ừ, đúng rồi, rồi rồi rồi. Em làm mấy cái dấu để làm gì em? Em làm mấy dấu làm gì? À hiểu rồi, hiểu rồi. Anh hiểu. Mà. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Bắt quái hả? Bắt quái. Em cứ để cái máy, máy chưa? Ủa sao em không đổ ngay giữa mà em để ngay góc đó? Không quên, mà mình cũng không biết nó làm, nó biết mình không biết đường. Vậy là anh phải cần anh đem máy qua đây rồi. Em bỏ cặp ra được không? Cho nó thoải mái đi, thấy anh thấy em mang nó quẩy mệt mình cái gì. Không có thể để ta. Được không em? Cần anh làm tiếp gì không? Lấy đồ ngày coi giùm em. Đồ ngày. Đồ em bỏ đâu? Ở trong hũ rồi. Sao, sao hút thuốc nữa ta? Sao? Ủa em nhét đây hết hả? Này là em xin của thầy em đó. Cái này anh đụng nó sao không kìa? Ừ. Này là dở sổ, sổ luôn cho em hay sao? Sổ cái vậy luôn hay gì em? Sổ cái gì vậy? Chỗ này để đây đâu? Chổi lên em. Chổi lên đi. Chổi lên hả? Đúng rồi. Cho cầm nó xuống vậy. Rồi cầm thì cầm bốn gốc hay là sao? Như bữa đó đưa tôi bốn lá hay gì đó. Ông đưa tôi bốn lá đó. Bốn không? Cầm đi. Bên đây cái. Bên này cái. Chổi cái vòng á. Mét vòng á. Mét vòng hả? Trời ơi. Cứng, đất cứng quá em ơi. Lấy gì kia mình đã. Lấy đá hay gì em ơi. Cái gì vậy không được rồi. Tao quá rồi, có nó có thì lực không? Lấy cái mô năng kìa. Gì? Lấy cái mô năng cắm được. Mô năng là gì? Cái đó đó. Mừng quá. Gai, gai, gai gì? Ơi. Rồi, vậy đó, vậy đi, vậy đi. Lấy gì đó. Nó chống cho em dễ làm. Cái lá này để em trước luôn phải không? Lá này để em trước luôn. Quay vô. Quay vô hả? Còn bên đây. Bánh mỏng vậy hả? Không. Tiền không? Mình có cái lá bồ bồ gì trong đó không? Có cái quán à? Nhanh lên nè. Gió lên nè. Mỗi gió.
còn làm cho em. Rồi. Phan. Hả? Sao? Cái gì à? Ngứa quá trời, tắt cây. Ừ. Không đi luôn. Gió lên nhà gió còn mạnh. Mày lại thấy xung quanh nó khủng quá, khủng quá. Này. Rớt nữa hả? Em đi cày đi, cày đi. Gió mạnh á, tự nhiên nổi gió lên. Gió càng ngày càng mạnh. À sao? Tại nó vậy á, máy nó quay không được không? Máy này nè. Đâu vậy? Bật đèn ở đâu? Chết mày rồi. Bật đèn ở đây. Bật đèn rồi, tắt đèn ở trơn rồi. Đốt đèn cây lên không? Đốt đèn cây lên. Em đốt đi, em đốt, em bỏ ra, em đốt đi. Quá gió ơi. Dựng lên lại, dựng lên lại, dựng lên. Rồi em mấy lời đi, em gầm mái cây. Cái mái em nó bị cái gì á? Thì em làm, em làm cho ấy, em làm đi, em làm đi, anh lên coi cho. Má, cái này nó không chịu ngay nè. Rồi em qua em coi đi, tức quá. Hả? Ngồi dính luôn. Đổi hướng nè. Tự nhiên nổi gió lên làm hết hồn nha. Cao gà tắt cái chân luôn. Cao gà tắt cái chân luôn. Ừ. Anh mất bật lại. Dính luôn hả? Chứ không.
sao lên đây nữa rồi. Bây giờ hiện giờ ông thì mình thấy nó rất là lạ, mình nói chuyện nhỏ nó vẫn không biết. Cái hũ này hôm qua ta mở ra đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Ông lừa ta được một lần nữa chứ. Lấy cái bờ lai với cái lá lên em.
kiếm cái con dây. Con dây gì, con dây? Con dây nãy mày bỏ đâu rồi? Chết bà. Con dây nào cũng được. Con dây nào không được chứ hả? Để lại đi, này. Em đạp đá bùa bây giờ kìa. Không được nè. Sao? Chó không được. Không được hả? Chó không được, chó bị sức nè. Sức hả? Cái này là gì? Không được rồi, không được rồi. Ổn không? Ổn không? Con lên nè, con lên nè. Ôi, ê, ôi, cái gì anh? Có đèn lên đây. Em mất đèn. Ủa chết được, ôi, xấu làm sao? Nè, cầm nó được. Anh dính chưa? Em dính chưa? Em. Ủa, gì vậy?
Được không? Ủa mà ai cụ rồi? Em cụ á? Không phải đâu, anh nghĩ là cái người kia em cụ. Đúng không? Anh thắng sao rồi? Xong rồi, xong rồi, dẹp. Thôi bây giờ, anh ngừng cái đi này. Trời ơi, thì anh em, theo như em nó nói thì có thể là, em nghĩ là cái ông đi theo em đã bắt đúng không? Ừ. Chắc nghĩ em nghĩ dính không? Em nghĩ chắc dính rồi. Lúc nãy mà là nổi gió lên em nhớ lúc không? Anh thấy lạnh cái lưng một cái luôn, không dám ho luôn, không dám nhích luôn. Gung lên chơi mà. Cầm cái máy mà gán thôi chứ không biết như nào nữa. Rồi mong là dính được rồi. Thì anh em mình sẽ đỡ rồi. Anh thấy kỳ quá. Em không thấy gì. Hả? Em cũng thấy hơi kỳ kỳ. Ừ. Tự nhiên nói với gà anh liền. Em thấy cây cối vòng vòng bên mình nó kêu rắc rắc đầy rùa hết trơn á. Hồi nãy gió dữ lắm nhưng mà không có hiện tượng này. Xuống gì. Sao em thấy sao? Ổn không? Đi xuống.